Thưa quý vị, khi đồng rúp đang mất giá một nửa so với các ngoại tệ mạnh khác, thì người Nga đã đổ xô đi mua sắm các mặt hàng đắt tiền vì lo ngại chúng có thể tăng giá trong nay mai, hoặc là xem như đây là một cách cứu vớt các khoản tiền tiết kiệm của mình trước khi bị giảm giá trị hơn nữa. Và xe hơi hạng sang đang là một mặt hàng được nhiều người mua sắm tại Nga nhắm đến. Đồng rúp rớt giá 19% hôm thứ Ba vừa qua, được coi là một phần hệ quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga. Trong bối cảnh đó, nhiều người Nga đã đổ đi mua sắm vì sợ giá cả sẽ tăng lên, trong đó mặt hàng ô tô đang được bán chạy nhất. Chúng tôi đã không lường trước bối cảnh này xảy ra vì nhu cầu đổi xe ô tô trong vài năm trở lại đây không tăng nhiều. Tuy nhiên, khi đồng rúp vừa rớt giá, thì doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng lên 2-3 lần chỉ trong tháng này. Với nhu cầu mua ngày một tăng, một số nhà sản xuất ô tô bao gồm cả Land Rover đã bị quá tải, buộc phải ngừng giao xe cho khách hàng. Một số đại lý xe cho biết các hãng đang thay đổi giá nhiều lần trong ngày, và dự kiến con số này sẽ ngày một tăng. Tôi đã tới đặt cọc tiền cho một chiếc Renault Duster vì xe không có sẵn. Tuy nhiên, hãng cho biết giá cả thay đổi từng ngày, từng giờ, vậy nên họ không chấp nhận tiền đặt cọc. Các đại lý ô tô đang chứng kiến sự bùng nổ lượng khách mua, đặc biệt là ở các dòng xe cao cấp như Mercedes-Benz và Lexus. Hiện tại, giá xe ô tô ở Nga đang ở mức rẻ nhất châu Âu. Ngoài ô tô hay các đồ điện tử, thì trang sức cũng là món đồ được nhiều người dân Nga chọn mua như một cách giữ tiền. Người Nga đã trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng trong vòng 25 năm qua, khi mọi khoản tiết kiệm của họ đã tiêu thành mây khói. Lần này, các nhà phân tích cho rằng chiến thuật mua sắm chính là điểm khác biệt của người Nga so với phương Tây.